Chào mừng quý vị trở lại với chương trình. Tôi là Lê Minh. Thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã khởi động với hàng triệu cử tri đang tích cực tham gia bỏ phiếu sớm trên toàn quốc. Tuy nhiên, các diễn biến ban đầu cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang gặp nhiều trở ngại. Có thể thấy chiến dịch của bà đang phải đối mặt với những khó khăn đáng kể. Liệu những thách thức này có ảnh hưởng đến cơ hội của Harris trong cuộc đua đầy căng thẳng với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump hay không? Hôm nay, chúng ta hãy nói về trận quyết đấu giữa bà Harris và ông Trump trong khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đầy hấp dẫn đang ở phía trước. Là Phó Tổng thống đương nhiệm và là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này, bà Harris được kỳ vọng rất nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với cách bà xử lý một số vấn đề quan trọng như biên giới và cải cách tư pháp, dẫn đến suy giảm uy tín. Đảng Cộng Hòa thì đang tăng cường chiến lược thu hút cử tri và tranh thủ sự bất mãn về tình hình kinh tế và an ninh quốc gia để tạo lợi thế. Điều này làm tăng sự ủng hộ cho phe đối thủ và gây khó khăn cho Harris trong việc giành phiếu. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ hiện đang gặp một số phân hóa nội bộ với các cử tri trẻ tuổi và những người tiến bộ yêu cầu những thay đổi rõ rệt hơn, trong khi một số nhóm lại lo ngại rằng các chính sách cấp tiến có thể ảnh hưởng đến an sinh xã hội và nền kinh tế. Các yếu tố trên đã cản trở bà Harris duy trì đà phát triển như kỳ vọng, mặc dù bà từng được đánh giá là ứng cử viên triển vọng trong cuộc đua Tổng thống. Trong khi đó, phía đối thủ của bà, cựu Tổng thống Donald Trump, lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới siêu giàu. Tờ Financial Times đưa tin rằng nhiều tỷ phú Mỹ tỏ ra thiên về ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo nguồn tin, khoảng 1/3 số tiền mà Trump và các đồng minh huy động được đến từ các tỷ phú, đưa tổng quỹ tranh cử của ông lên tới 1,7 tỷ USD. Ngược lại, Kamala Harris, ứng cử viên Đảng Dân Chủ, chỉ thu về 6% quỹ tranh cử từ các tỷ phú, dù tổng số tiền huy động của bà đạt 2,2 tỷ USD. Financial Times cũng nhấn mạnh rằng 144 trong số khoảng 800 tỷ phú Mỹ đã tích cực đầu tư tài chính để tác động đến kết quả cuộc bầu cử năm 2024. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng đáng kể của những người giàu có nhất nước Mỹ trong tiến trình chính trị, đặc biệt khi cuộc đua đang căng thẳng và các cuộc đấu tranh chính trị đang ngày càng gay gắt. Câu hỏi đặt ra là, tại sao nhiều tỷ phú Mỹ lại đứng về phía Trump? Đó là bởi, trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21%, đồng thời tạo điều kiện để các cá nhân giàu có hưởng các chính sách ưu đãi thuế. Điều này giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn, trong đó có các tỷ phú, giảm bớt gánh nặng tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận. Chính sách của Trump đẩy mạnh việc cắt giảm các quy định về môi trường và lao động để giảm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp. Đối với các tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất và tài chính, điều này tạo điều kiện kinh doanh linh hoạt và tiết kiệm chi phí tuân thủ quy định. Ông Trump cũng thực hiện các chính sách đối ngoại ưu tiên bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ, áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc và các quốc gia khác để giảm thâm hụt thương mại. Những tỷ phú ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ và lo ngại về sự cạnh tranh từ Trung Quốc đánh giá cao cách tiếp cận này. Một yếu tố quan trọng là trong nhiệm kỳ của Trump, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng mạnh mẽ, mang lại lợi nhuận lớn cho giới đầu tư. Nhiều tỷ phú kỳ vọng rằng nếu Trump tái đắc cử, ông sẽ tiếp tục hỗ trợ chính sách kinh tế có lợi cho các doanh nghiệp và tạo môi trường ổn định cho thị trường tài chính. Theo kết quả khảo sát toàn quốc của Forbes, phối hợp cùng công ty nghiên cứu phân tích và tư vấn chiến lược HarrisX được công bố hôm 24 tháng 10, ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump giành được 51% tỷ lệ ủng hộ và ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris giành được 49%. Trong cuộc khảo sát tương tự hồi tháng 9, bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang trong giai đoạn nước rút. Hai ứng viên Donald Trump Đảng Cộng Hòa và Kamala Harris Đảng Dân Chủ đang tập trung vào 7 bang chiến trường gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Các bang này sẽ định đoạt kết quả bầu cử bởi những khu vực khác đều đã nghiêng rõ rệt về phía Đảng Dân Chủ hoặc Cộng Hòa. Điều này dẫn đến việc chỉ một số ít phiếu bầu cũng có thể định đoạt cục diện cuộc quyết đấu giữa hai ứng viên. Bây giờ thì chúng ta hãy so sánh chính sách của hai ứng cử viên là ông Trump và bà Harris để thấy được sự khác biệt rất lớn giữa hai người. Về chính sách thuế và kinh tế, Trump ưu tiên cắt giảm thuế cho doanh nghiệp và cá nhân có thu nhập cao, cho rằng điều này sẽ thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Ông cũng giảm bớt các quy định kinh doanh để hỗ trợ các doanh nghiệp lớn. Chính sách của Trump nhấn mạnh vòng tròn liên hệ, doanh nghiệp phát triển thì nhu cầu việc làm tăng,
Doanh nghiệp tăng thu nhập thì thu nhập lao động cũng tăng lên. Khi người lao động có nhiều tiền thì họ sẽ tăng chi tiêu, tăng đầu tư cho giáo dục. Thậm chí khi người dân có tiền thì họ sẽ có quyền lựa chọn các dịch vụ cao vì đơn giản là họ có khả năng chi trả. Đương nhiên, tính độc lập và tự do của người dân cũng sẽ cao hơn. Họ càng ít phụ thuộc vào chính phủ thì gánh nặng của bộ máy chính phủ lại càng cần phải giảm bớt. Còn bà Harris thì đề xuất tăng thuế đối với các cá nhân và doanh nghiệp giàu có để tài trợ cho các chương trình phúc lợi xã hội. Harris muốn thu hẹp khoảng cách thu nhập bằng cách tăng mức lương tối thiểu và hỗ trợ các chương trình an sinh. Tuy nhiên, thuế cao làm tăng chi phí vận hành, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Điều này có thể khiến các công ty ngại mở rộng sản xuất, giảm đầu tư, hoặc thậm chí là chuyển hoạt động sang các quốc gia có thuế thấp hơn để tiết kiệm chi phí. Điều này sẽ đe dọa lên thị trường việc làm. Doanh nghiệp giảm lợi nhuận, thu nhập của lao động sẽ giảm. Thu nhập giảm thì giảm sức mua trên thị trường. Thị trường không phát triển gây đình trệ sản xuất. Một vòng tròn của sự nghèo đói bắt đầu từ đây. Vậy thì làm thế nào để tăng mức lương tối thiểu và tăng các chương trình an sinh? Nếu nhìn một cách sâu sắc thì sẽ thấy khi tăng thuế thì chính phủ sẽ giàu lên, còn người dân thì lại nghèo đi. Khi người dân nghèo đi thì họ sẽ buộc phải chịu sự ràng buộc vào các lợi ích xã hội, các chương trình an sinh. Nói cách khác là họ bị phụ thuộc vào chính phủ. Một số ý kiến cho rằng đây là hình thức mới của sự nô dịch trong xã hội hiện đại. Một vấn đề nữa là khi mức thuế quá cao thì một số cá nhân và doanh nghiệp có thể tìm cách trốn thuế hoặc là sử dụng các phương pháp lách thuế để giảm thiểu gánh nặng. Điều này dẫn đến nguồn thu ngân sách bị suy giảm và gây bất bình đẳng trong hệ thống thuế. Thuế cao, đặc biệt là đối với các cá nhân có thu nhập cao, có thể dẫn đến tình trạng di cư vốn và chất xám. Các nhà đầu tư và người lao động có trình độ cao có thể chuyển đến các quốc gia có thuế thấp hơn để giữ lại nhiều thu nhập hơn, gây mất mát tài nguyên nhân lực và tài chính cho quốc gia. Khi nền kinh tế chịu gánh nặng thuế quá lớn, tăng trưởng có thể bị ảnh hưởng trong dài hạn, đặc biệt khi thuế cao không đi kèm với các cải cách hỗ trợ doanh nghiệp như là nâng cấp cơ sở hạ tầng hay là cải thiện giáo dục và đào tạo. Tóm lại, nếu thuế cao không được thiết kế và áp dụng một cách hợp lý, nó có thể tạo ra nhiều rủi ro cho nền kinh tế, làm suy giảm động lực phát triển và giảm khả năng cạnh tranh của quốc gia. Đây cũng là lý do khiến bà Harris bị một số ý kiến chỉ trích, cho rằng bà theo đuổi đường lối tăng cường kiểm soát của chính phủ, qua đó dần dần hạn chế quyền tự do của người dân, dẫn đến tình trạng chuyên quyền trong dài hạn, đi ngược lại tinh thần dân chủ. Về chính sách phúc lợi xã hội, Trump muốn giảm bớt sự can thiệp của chính phủ vào các dịch vụ xã hội. Khi chính phủ giảm bớt can thiệp, khu vực tư nhân có thể tham gia nhiều hơn, mang lại các dịch vụ đa dạng và linh hoạt hơn. Người dân có nhiều sự lựa chọn về giáo dục, y tế và dịch vụ an sinh xã hội, từ đó chọn dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Khi khu vực tư nhân cạnh tranh để cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp sẽ có động lực cải thiện chất lượng và giảm giá thành để thu hút khách hàng. Điều này có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân với các dịch vụ tốt hơn và giá cả phải chăng hơn. Khi chính phủ giảm chi tiêu cho các dịch vụ xã hội, gánh nặng thuế có thể được giảm bớt cho người dân. Điều này giúp người dân giữ lại nhiều thu nhập hơn, tăng khả năng tự quản lý tài chính cá nhân và chi tiêu cho các nhu cầu khác của gia đình. Việc giảm can thiệp của chính phủ có thể khuyến khích các tổ chức phi lợi nhuận, các nhóm cộng đồng và gia đình hỗ trợ lẫn nhau, từ đó xây dựng sự gắn kết và lòng tin xã hội. Điều này giúp cộng đồng trở nên tự chủ hơn và phát triển các giải pháp linh hoạt cho các vấn đề xã hội. Khi người dân ít phụ thuộc vào các dịch vụ xã hội của chính phủ, họ có xu hướng tự quản lý và đưa ra quyết định có trách nhiệm hơn về tài chính, y tế và giáo dục cho bản thân và gia đình. Điều này thì sẽ giúp thúc đẩy sự trưởng thành và tính tự chủ trong cộng đồng. Đó là lý do mà ông Trump phản đối các chính sách mở rộng bảo hiểm y tế như là Medicare cho tất cả, cho rằng chúng quá tốn kém và sẽ làm giảm tự do lựa chọn của người dân. Thế nhưng mà ngược lại thì bà Harris lại ủng hộ mở rộng bảo hiểm y tế và muốn cung cấp dịch vụ y tế công cộng cho nhiều người hơn. Bà còn chú trọng vào các chính sách hỗ trợ phụ nữ, người lao động và tăng cường quyền lợi cho các cộng đồng yếu thế. Về mặt chính sách thì điều này có vẻ như rất có lợi cho người dân. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất vấn đề thì thấy việc mở rộng bảo hiểm y tế và các chương trình phúc lợi xã hội đòi hỏi chi phí lớn từ ngân sách nhà nước. Nếu không có kế hoạch tài trợ bền vững, chính phủ có thể gặp khó khăn trong việc duy trì các chương trình này mà không tăng thuế hoặc cắt giảm các khoản chi khác. Một vấn đề nữa đó là các chương trình y tế và phúc lợi công cần được quản lý minh bạch, tránh lãng phí và gian lận. Nếu không, các nguồn lực công có thể bị lạm dụng, giảm hiệu quả thực tế của các chính sách. Nhưng ai dám khẳng định rằng các khoản thuế của người dân được công khai minh bạch? Đây là một vấn đề. Như chúng ta vừa nói ở trên, việc cung cấp quá nhiều hỗ trợ từ chính phủ có thể làm tăng sự phụ thuộc vào các dịch vụ xã hội, khiến một số ít người nỗ lực tự vươn lên trong cuộc sống.
họ có tư tưởng và nhận thức ỷ lại, dựa dẫm vào phúc lợi xã hội mà lười lao động, tạo thành một gánh nặng và bất công cho xã hội. Người phải nộp thuế cao sẽ bất mãn với những người không muốn lao động mà đợi hưởng lợi từ trợ cấp xã hội. Điều đó thậm chí còn tạo nên mâu thuẫn xã hội gay gắt, không phải là một mô hình xã hội phát triển lành mạnh. Về chính sách đối ngoại, trong nhiệm kỳ của mình, cựu Tổng thống Donald Trump luôn kiên định với khẩu hiệu nước Mỹ trên hết, thể hiện rõ qua các chính sách đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và củng cố vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Chính sách đối ngoại của Trump đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo vệ các ngành công nghiệp chủ chốt và đảm bảo rằng các hiệp định thương mại mang lại lợi ích rõ rệt cho Mỹ. Điển hình là việc ông tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA và chuyển đổi thành Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada USMCA với mục tiêu bảo vệ lợi ích kinh tế cốt lõi của Mỹ. Ông cũng đã áp thuế quan lên hàng hóa từ Trung Quốc và các quốc gia khác để thúc đẩy sản xuất trong nước nhằm bảo vệ việc làm cho người dân Mỹ. Ông thường ưa chuộng phương pháp đàm phán hơn là can thiệp quân sự. Trump đã có những cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân. Mặc dù kết quả không như mong đợi, nhưng cũng mở cửa cho các kênh đối thoại sau đó giữa Trump và Kim. Trump đã nhấn mạnh việc rút quân khỏi các cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông, chẳng hạn như là tại Syria hay là Afghanistan. Ông cho rằng Mỹ đã tham gia quá nhiều vào các cuộc chiến không cần thiết và cần ưu tiên cho lợi ích quốc gia. Trong nhiệm kỳ của mình, Trump đã cố gắng thiết lập các quan hệ mới với các quốc gia như là Ả Rập Saudi và Israel thông qua các hiệp định hòa bình, ví dụ như là Hiệp định Abraham, giúp giảm căng thẳng và thúc đẩy hợp tác khu vực. Năm nay, chính sách của Trump vẫn trung thành với việc ưu tiên lợi ích quốc gia. Trump đã hứa rằng nếu trở lại Nhà Trắng thì ông sẽ không gửi quân đội Mỹ tham gia các cuộc xung đột ở nước ngoài. Ông lưu ý rằng, trong nhiệm kỳ tổng thống trước đây của mình, Hoa Kỳ không tiến hành chiến tranh và nói rằng là Mỹ khi đó tìm kiếm hòa bình thông qua sức mạnh. Trump cũng cảnh báo là nếu bà Harris thắng thì người Mỹ sẽ vướng vào các cuộc xung đột ở nước ngoài. Theo ông, bà Harris sẽ không thể đương đầu với những nhà lãnh đạo như là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông nói, và khi đó, tất cả con trai và con gái của bạn sẽ bị bắt đi lính và đi chiến đấu ở một đất nước mà bạn thậm chí chưa từng nghe nói đến. Kẻ thù của chúng ta sẽ cười nhạo bà ấy. Họ cười nhạo chúng ta. Về môi trường, ông Trump không ưu tiên các quy định bảo vệ môi trường và rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, cho rằng các quy định này hạn chế tăng trưởng kinh tế và làm tổn hại đến các ngành công nghiệp truyền thống của Mỹ như than và dầu khí. Ông lo ngại rằng các quy định môi trường nghiêm ngặt sẽ buộc các doanh nghiệp phải cắt giảm sản xuất hoặc đóng cửa, dẫn đến mất việc làm trong các ngành như là than và dầu khí, nơi vẫn cung cấp thu nhập cho nhiều cộng đồng lao động tại Mỹ. Các quy định môi trường đòi hỏi các công ty phải đầu tư vào công nghệ sạch hoặc điều chỉnh quy trình sản xuất để giảm phát thải. Điều này có thể làm tăng chi phí hoạt động, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Bằng cách giảm bớt các yêu cầu này, Trump tin rằng doanh nghiệp sẽ có thể hoạt động hiệu quả hơn và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa, các quy định môi trường khiến Mỹ mất lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia có tiêu chuẩn thấp hơn như Trung Quốc hay Ấn Độ. Việc rút khỏi Hiệp định Paris giúp Mỹ tránh các cam kết giảm phát thải mà ông cho là không công bằng, trong khi các quốc gia khác vẫn có thể phát thải nhiều. Ông Trump ưu tiên phát triển ngành dầu khí và than đá trong nước để đảm bảo tự chủ năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nhập khẩu. Ông cho rằng Mỹ có trữ lượng năng lượng lớn và cần tận dụng thay vì bị hạn chế bởi các quy định môi trường. Vấn đề này cũng khiến nhiều người ưa thích chính sách bảo hộ môi trường chỉ trích ông Trump. Trên thực tế, vấn đề ô nhiễm môi trường là có thật, nhưng việc sử dụng môi trường như là một quân bài chính trị thì lại là một vấn đề khác. Điển hình nhất là Hiệp định Khí hậu Paris đã bị chỉ trích là đạo đức giả vì nó chủ yếu dựa trên các cam kết tự nguyện từ các quốc gia mà không có cơ chế cưỡng chế bắt buộc. Nhiều nước đưa ra cam kết nhưng sau đó lại không thực hiện nghiêm túc. Và điều này khiến một số người cho rằng hiệp định chỉ là hình thức mà không thực sự mang lại thay đổi đáng kể về thực chất. Một số quốc gia phát triển, vốn là các quốc gia phát thải nhiều nhất trong lịch sử, cam kết giảm phát thải nhưng không đủ mạnh để bù đắp cho tác động mà họ đã gây ra. Trong khi đó, các quốc gia đang phát triển phải cam kết hạn chế phát thải, dù họ cần tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hóa để xóa đói giảm nghèo. Điều này tạo cảm giác bất công và khiến nhiều quốc gia cảm thấy Hiệp định Khí hậu Paris thiên vị lợi ích của các nước giàu. Ngược lại thì bà Harris đặc biệt ủng hộ các chính sách chống biến đổi khí hậu, cam kết tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris và thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo. Bà cũng ủng hộ các chính sách cắt giảm phát thải và hỗ trợ ngành năng lượng xanh. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu phát triển ngành năng lượng tái tạo và năng lượng xanh, một số quốc gia sẽ được lợi nhiều nhất từ ưu tiên này như là Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Đan Mạch, Canada, Brazil.
xin được nhấn mạnh tới một cường quốc là bá chủ của lĩnh vực mới này, đó là Trung Quốc. Họ là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời. Quốc gia này đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào việc phát triển năng lượng xanh. Nhưng việc sản xuất pin năng lượng mặt trời và pin cho các thiết bị năng lượng xanh có thể gây ô nhiễm do quá trình khai thác và chế biến các nguyên liệu cần thiết để sản xuất pin như là silicon, lithium, coban và nickel. Việc khai thác này thường liên quan đến các hoạt động gây ảnh hưởng tiêu cực đến đất, nước và không khí, dẫn đến sự suy giảm chất lượng môi trường. Sản xuất pin yêu cầu sử dụng nhiều hóa chất độc hại và vật liệu cần xử lý cẩn thận. Các quy trình này có thể tạo ra khí thải, nước thải và chất thải rắn gây ô nhiễm nếu không được quản lý và xử lý đúng cách. Quá trình sản xuất pin năng lượng mặt trời và pin lithium tiêu tốn một lượng năng lượng lớn, thường đến từ nguồn năng lượng hóa thạch. Điều này có thể dẫn đến phát thải nhà kính và ô nhiễm không khí. Khi pin hết tuổi thọ, nếu không được xử lý đúng cách thì chúng sẽ trở thành rác thải độc hại. Các kim loại nặng và hóa chất trong pin có thể rò rỉ ra môi trường, gây ô nhiễm đất và nước. Tái chế pin là một quá trình phức tạp và không phải lúc nào cũng được thực hiện một cách hiệu quả. Ngoài ra thì trong quá trình khai thác và sản xuất, công nhân có thể tiếp xúc với các chất độc hại, gây ra các vấn đề về sức khỏe và ô nhiễm môi trường làm việc. Điều này thường xảy ra ở các quốc gia có tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và an toàn lao động thấp. Vâng thưa quý vị, sự khác biệt rõ ràng giữa hai ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ đã được phân tích kỹ lưỡng. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tổng tuyển cử, sự kiện quan trọng nhất năm 2024. Không chỉ quyết định ai sẽ lãnh đạo nước Mỹ mà còn đặt ra định hướng cho các vấn đề lớn, từ phân hóa xã hội, chính sách đối ngoại, kinh tế đến quyền tự do cá nhân. Cuộc bầu cử này có khả năng là sẽ ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ trong nhiều năm tới. Và đặc biệt, nhà lãnh đạo mới sẽ định hình trật tự thế giới trong bối cảnh phân cực quốc tế đang diễn ra ngày càng gay gắt. Có nhiều diễn biến cho thấy là Đảng Dân Chủ cầm quyền và bà Harris đang hụt hơi trong giai đoạn nước rút cuối cùng. Thế nhưng mà ông Trump và Đảng Cộng Hòa cũng chưa thể ăn mừng vội khi mà mọi chuyện còn chưa kết thúc. Chính vì vậy, xin quý vị đừng bỏ lỡ những diễn biến quan trọng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 này và luôn đồng hành cùng chúng tôi. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin phép được tạm dừng. Xin mời quý vị để lại quan điểm cá nhân của mình ở phần dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị.